Rồi hello anh em nha, thì có rất nhiều anh em muốn test cái bô Red Leo Sonic bô xăng lửa 38 zin của anh Boss Red Leo nha anh em. Đây 38 zin nha. Thì cái đất nó sẽ như thế này, thì mình sẽ test âm thanh trên một xe Sonic. Xe này xe zin hả em? Xe zin phải không? Xe này xe zin nha. Thì xe zin vẫn có thể sử dụng được bô này đi 38 thì rất là ok nha. Rất là hay luôn. Thì mình sẽ test âm thanh, thì có nhiều anh em muốn nghe cái âm thanh đó nhưng mình chưa có clip, thì hôm nay mình sẽ test cho anh em nghe nha. Chế thì cây này có giá là 1.450.000 cây nha, nhưng mà bô xăng lửa là 1.450.000 nha anh em. Đó, bằng giá giống như là Boss đưa ra luôn nha. Đó là chính hãng cam kết luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã ủng hộ hàng rất là nhiều nha.